Thưa quý vị, vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 22 tháng 4 tại phân xưởng nghiền nhà máy xi măng thuộc công ty xi măng Yên Bái tại tổ 12 thị trấn Yên Bình, tỉnh Yên Bái trong những ngày vừa qua đã khiến dư luận không khỏi xót xa. Sự cố xảy ra khiến 7 người tử vong và 3 người khác bị thương. Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng này, các cơ quan chức năng đã vào cuộc khắc phục hậu quả, điều tra về nguyên nhân vụ tai nạn. Sau quá trình điều tra liên quan đến vụ tai nạn, ngày 23 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can đối với một nhân viên cân băng liệu của nhà máy xi măng Yên Bái về tội vi phạm quy định về an toàn lao động. Cụ thể, theo thông tin từ các báo điện tử vov.vn, VTC News, bị bắt trong vụ án này là Trần Mạnh Hùng, sinh năm 1980, trú tại tổ 8, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, là nhân viên cân băng liệu của công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái. Trần Mạnh Hùng bị khởi tố về tội vi phạm quy định về an toàn lao động, quy định tại khoản 3, điều 295 Bộ luật hình sự năm 2015. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Yên Bái phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã thi hành các quyết định và lệnh tố tụng nêu trên. Công an đang tích cực điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của bị can Trần Mạnh Hùng, cũng như những vi phạm của các cá nhân tổ chức liên quan. Cũng theo báo Công an Nhân dân, thì nguyên nhân ban đầu được xác định là do sự cố cơ điện của máy nghiền đá dẫn đến tai nạn lao động cho các công nhân đang trực tiếp thực hiện việc bảo dưỡng, sửa chữa. Liên quan đến vụ án trên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn vừa ký ban hành công văn số 1308 yêu cầu các sở ban ngành địa phương, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động và xử lý vụ việc tai nạn lao động xảy ra tại nhà máy xi măng Yên Bái. Trong đó làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan, kiến nghị xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật nếu có, kịp thời báo cáo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh ngay sau khi kết thúc điều tra tai nạn lao động theo quy định. Thưa quý vị, hiện nay cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Mạnh Hùng, nhân viên thuộc công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái phải đối mặt với án phạt nào của pháp luật trong sự việc này. Tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp đã có những phân tích dưới góc độ pháp lý trong vụ án này. Có thể nói rằng là vụ tai nạn lao động khiến 10 người thương vong, trong đó có đến 7 người tử vong và 3 người thương tích nghiêm trọng như vậy là vụ tai nạn lao động rất là thảm khốc. Và với cái sự việc như vậy thì cơ quan điều tra đã khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ nguyên nhân sự việc, đánh giá cái tính chất nghiêm trọng sự việc. Đồng thời đến nay thì cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam một nhân viên của doanh nghiệp này về tội vi phạm quy định về an toàn lao động theo quy định tại khoản 3, điều 295 của Bộ luật hình sự năm 2015. Với cái tội danh này thì người vi phạm quy định về an toàn lao động sẽ phải đối mặt với khung hình phạt là phạt tù từ 6 năm đến 12 năm. Cụ thể khoản 3, điều 295 của Bộ luật hình sự quy định là người nào vi phạm quy định về an toàn lao động dẫn đến hậu quả làm chết 3 người trở lên thì sẽ phải đối mặt với hình phạt là phạt tù từ 6 năm đến 12 năm. Hình phạt cụ thể sẽ căn cứ vào kết quả tranh tụng công khai tại phiên tòa trên cơ sở đánh giá tính chất mức độ hành vi vi phạm, căn cứ vào nhân thân người vi phạm và căn cứ vào các tình tiết tăng nặng, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Đưa tin về sự việc, báo Nhân dân đã có những thông tin toàn cảnh về vụ tai nạn thương tâm này. Theo đó, vào lúc 13 giờ 30 ngày 22 tháng 4, tại công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái, xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 10 người thương vong. Những nạn nhân may mắn sống sót hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Báo Tiền Phong cũng có những thông tin đã ghi nhận từ phía các nạn nhân này. Trong đó, thì anh Nông Văn Tuân, trú tại xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình, kể lại diễn biến của vụ tai nạn. Theo anh Tuân thì buổi sáng mọi người vẫn đi làm cùng với nhau, nói chuyện vui vẻ. Và sau khi ăn trưa, nghỉ ngơi, đến 12 giờ 30 ngày 22 tháng 4, anh Tuân, 29 tuổi, cùng với 9 công nhân tiến hành bảo dưỡng định kỳ máy số 3 trong 4 máy nghiền tại đây. Theo phân công từ trước, 7 người vào trong lồng máy thay các tấm lát bị mòn. Còn 3 người gồm anh Tuân, anh Phạm Minh Dương, 27 tuổi, ở xã Đại Đồng, huyện Yên Bình và anh Phạm Ngọc Long, 43 tuổi, ở xã Việt Cường, huyện Trấn Yên, được phân công sửa chữa bên ngoài để bắt vít cố định tấm lát. Như thường lệ thì một người trong nhóm sẽ thông báo qua bộ đàm về trung tâm điều khiển để ngắt nguồn điện cấp cho máy. Khi có hiệu lệnh xác nhận thì nhóm mới bắt tay vào sửa chữa.
Khoảng 25 phút sau khi nhóm bắt đầu công việc, máy nghiền bất ngờ hoạt động trở lại. Hàng ngàn viên bi sắt bên trong đã văng tung tóe ra ngoài. Ba công nhân trên nóc máy bị hất văng xuống đất từ độ cao 5 mét. Anh Tuân bị trẹo chân, trong khi anh Long và anh Dương bị thương nặng, nằm im tại chỗ. Sau phút giây hoảng loạn, chợt nghĩ tới 7 đồng nghiệp vẫn còn ở bên trong khoang máy, anh Tuân đã bật dậy, nhảy lò cò tới phòng điều khiển cách đó chừng 20 mét để ngắt điện. Anh Tuân cho biết sự việc diễn ra quá nhanh, phòng điều khiển lúc đó thì không có người, nút bấm lại quá nhiều nên thấy nút màu xanh thì anh đã ấn. Được một lúc thì lồng máy chạy chậm dần rồi dừng hoạt động. Đến giờ vẫn không biết vì sao máy hoạt động trở lại. Và khoảng nửa phút sau khi xảy ra sự cố, máy dừng hoạt động nhưng những người bên trong đều đã tử vong dưới sức ép của máy. Báo điện tử vov.vn ghi nhận ý kiến của ông Nguyễn Văn Đức, giám đốc nhà máy xi măng Yên Bái thuộc công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái cho biết, trong quá trình sản xuất, từ 9 giờ 30 đến 11 giờ 30 hàng ngày, nhà máy cho dừng hoạt động các lò quay nghiền. Trước khi xảy ra sự việc, sau khi ăn trưa, tổ thợ gồm 10 người do anh Lê Mạnh Cường làm trưởng ca tiến hành công đoạn bảo dưỡng thường xuyên thay tấm lát trong máy nghiền. Theo đúng quy định an toàn lao động, sau khi ngắt điện, các thợ sẽ vào bên trong lồng để tiến hành siết các ốc vít và thay các tấm lát. Do bất cẩn trong quá trình ngắt mở điện nên động cơ chính máy nghiền số 3 hoạt động, dịch chuyển lò nghiền khiến cho 7 người tử vong, 3 người bị thương. Thưa quý vị, mặc dù thời gian vừa qua các cơ quan chức năng của tỉnh Yên Bái đã chú trọng tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn, nhưng vẫn còn những vụ việc vi phạm do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có cả nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan. Sau sự cố đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái, các công ty doanh nghiệp buộc phải rà soát kiểm tra lại tất cả quy trình sản xuất của đơn vị mình để đảm bảo sự an toàn cho người lao động. Trước sự việc tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng này, ông Phan Huy Cường, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái cho biết thêm, việc thường xuyên của Liên đoàn Lao động là tiếp tục giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách, trong đó có giám sát về thực hiện pháp luật về an toàn vệ sinh lao động sẽ được quan tâm hàng đầu. Tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác tập huấn về triển khai hoạt động giám sát về lĩnh vực an toàn lao động cho công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở có nhiều kỹ năng hơn. Ngày 23 tháng 4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành công điện số 39 về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về an toàn lao động trong các hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn, tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp tương tự. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và các cơ quan liên quan chỉ đạo doanh nghiệp rà soát kỹ các quy trình, tiêu chuẩn, quy trình khai thác, chế biến khoáng sản làm xi măng, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người lao động. Một cần thủ tại Đài Loan, Trung Quốc trong khi buông câu đã bắt được một con cá mái chèo dài 6 mét, nặng khoảng 130 kg. Với trọng lượng khủng, người đàn ông đã phải mất gần 1 giờ đồng hồ mới có thể kéo được con cá lên bờ. Việc câu được cá mái chèo càng gây chú ý khi gần đây Đài Loan liên tục xảy ra các trận động đất với cường độ khác nhau. Lin Ai Phan, cần thủ may mắn cho biết, khi anh đang câu cá tại bãi biển Siang Lan, thị trấn Thái Ma Lý, huyện Đài Đông, bất ngờ bắt được một con cá lớn. Chiến lợi phẩm này đã khiến những người có mặt không giấu được cảm xúc, nhiều người sau đó đã tới chụp ảnh với sinh vật biển khổng lồ. Con cá mái chèo sau đó được xác định dài 6 mét, nặng 130 kg. Để kéo được con cá lên bờ, Lin Ai Phan đã phải vật lộn suốt 40 phút. Hao Jian Sinh, giám đốc Viện Nghiên cứu Thủy sản thuộc Trung tâm Nghiên cứu Sinh vật biển phía đông đảo Đài Loan cho biết, con cá mái chèo mà Lin Ai Phan câu được thuộc giống cá mái chèo Russell, thường được biết đến với biệt danh sứ giả, long cung hay cá động đất. Giám đốc Viện Nghiên cứu Thủy sản cho rằng, cá mái chèo thường chỉ trôi dạt vào bờ khi chúng bị thương, bị bệnh hoặc bị sóng cuốn. Ngư dân cũng đồn đoán loài vật này liên quan đến thảm họa động đất, tuy nhiên đến nay, thông tin trên vẫn chưa được xác minh. Ông Hoa Gen Sinh cho biết, đây là lần đầu tiên ngư dân câu được cá mái chèo. Khi bắt sống, con cá này chắc hẳn rất khỏe mạnh, vì nếu bị bệnh, loài này không ăn mồi câu. Cá mái chèo khổng lồ được biết đến lần đầu tiên vào năm 1772, tuy nhiên rất hiếm gặp vì chúng sống ở sâu dưới lòng đại dương. Loài này thông thường sống ở độ sâu khoảng 1.000 mét so với mặt nước biển. Theo các nhà khoa học, cá mái chèo là loài sinh vật sống có xương dài nhất thế giới với chiều dài có thể đạt được là 17 mét và có thể nặng tới 270 kg. Không có nhiều thông tin về tình trạng bảo tồn loài cá mái chèo khổng lồ vì chúng rất hiếm khi được quan sát thấy mà còn sống.
Theo Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia, cá mái chèo có thể trông giống một con quái vật biển đáng sợ, nhưng chưa bao giờ chúng được coi là nguyên nhân gây nguy hiểm cho con người. Được biết, sau trận động đất mạnh 7,2 độ Richter xảy ra vào ngày 3 tháng 4 vừa qua, Đài Loan tiếp tục hứng chịu hàng trăm dư chấn với cường độ khác nhau. Gần đây nhất, trong khoảng thời gian từ 17 giờ 8 phút ngày 22 tháng 4 đến 6 giờ 10 phút ngày 23 tháng 4, Đài Loan ghi nhận tổng cộng 93 trận động đất có cường độ từ 4 độ Richter trở lên, trong đó 23 trận động đất có cường độ trên 5 độ Richter. Hai trận động đất lớn nhất trong số đó, cường độ 6 và 6,3 độ Richter, xảy ra vào sáng 23 tháng 4.